Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về chúa tể đồng cỏ. Được biết đến như một chúa tể sơn lâm bởi vẻ bề ngoài dũng mãnh dữ tợn, sư tử là một loài động vật rất đáng được để chúng ta quan tâm. Hiểu biết và kiến thức là vô bờ bến, những gì chúng ta biết về loài động vật ăn thịt này vẫn còn quá ít. Vậy nên, trong video này sẽ phần nào giúp các bạn bổ sung kiến thức hơn về loài sư tử. Chúa tể muôn loài. Thứ nhất về tuổi thọ. Tuổi thọ của sư tử khi sống trong tự nhiên là từ 10 đến 14 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt chúng có thể sống hơn 20 năm. Trong tự nhiên, sư tử được hiếm khi sống được hơn 10 năm, bởi những trận chiến giữa những con sư tử đực với nhau. Sư tử đực đạt đến độ trưởng thành ở khoảng 3 tuổi, và ở 4 đến 5 tuổi có khả năng thách thức và thay thế con đực trưởng thành gắn liền với một đàn khác. Chúng bắt đầu già đi và suy yếu ở độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Có tới 80% những con sư tử con sẽ chết trước 2 tuổi. Hai, tính bầy đàn. Sư tử có tính bầy đàn cao nhất trong họ nhà mèo. Một đàn sư tử có khoảng 15 con, đàn lớn nhất được ghi nhận tính đến nay có 30 cá thể. Thông thường mỗi đàn sẽ có khoảng 4 con đực, còn lại là các con cái và đàn con. Riêng đối với loài sư tử Savo, mỗi đàn chỉ có duy nhất một con sư tử đực. Sư tử con sẽ có thể tách khỏi đàn sau khoảng 2 đến 3 năm khi chúng đã trưởng thành. Các cá thể cái trong đàn đều có mối quan hệ với nhau, chúng có thể là chị, em, con, cháu của nhau. Chính vì thế mối quan hệ giữa các con cái có phần khăng khít và ổn định. Hơn nữa, chúng sẽ không khoan nhượng với các con cái ở những đàn khác. Các con cái không cùng họ hàng sẽ không được gia nhập vào đàn. Số lượng con cái trong đàn chỉ bị ảnh hưởng bởi sự sinh ra và chết đi, hoặc một con nào đó tách đàn để sống một cuộc sống du mục. Một số sư tử sống đơn độc hoặc sống theo cặp, chúng được gọi là những kẻ du mục. Những con sư tử đơn độc có thể thay đổi lối sống khi chúng tìm được một đàn chấp nhận nó. Một con sư tử trong đàn cũng có thể tách ra sống đơn độc bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Thông thường thì những con sư tử sống theo bầy đàn sẽ có mối quan hệ thù địch với những con sống đơn độc. Thứ ba là tiếng gầm. Sư tử là một trong bốn loài mèo lớn được cho là có tiếng gầm. Tiếng gầm của một con sư tử có thể được nghe thấy từ cách đó 5 dặm, khoảng 8 km. Sư tử có thể tạo ra một âm thanh lớn, có chiều sâu, bùng phát ra bên ngoài thông qua cái miệng hở của chúng. Khả năng tiếng gầm của sư tử đến từ một thanh quản có cấu tạo chuyên biệt và đặc biệt thích nghi. Cả hai giới tính của sư tử đều gầm thét vì các lý do khác nhau, bao gồm cả việc công bố chủ quyền lãnh thổ, thông tin liên lạc với các thành viên khác, ngay cả khi tức giận hay cùng nộ. Ngoài ra, tiếng gầm của một con sư tử được sử dụng trong quá trình tìm kiếm và cạnh tranh cho một người bạn đời. Thứ 4, những chiếc bờm rậm rạp. Một thước đo tốt về tuổi của sư tử đực là màu tối của chiếc bờm. Sư tử đực càng già, bờm của nó càng tối. Sư tử đực có bờm và thường bị loại trừ ra khỏi đàn khi chúng trưởng thành. Những con sư tử cái trong đàn giữ vai trò đi săn vì chúng có kích thước nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn mà không có bộ bờm to nặng. Bờm của sư tử là đặc điểm dễ nhận biết nhất của loài. Nó bắt đầu phát triển khi sư tử khoảng 1 tuổi. Màu bờm thay đổi và tối dần theo tuổi, nghiên cứu cho thấy màu sắc và kích thước của nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ môi trường trung bình. Chiều dài bờm rõ ràng báo hiệu sự thành công trong các mối quan hệ xung đột giữa các con đực. Những cá thể có màu sẫm hơn có thể có cuộc sống sinh sản dài hơn và tỷ lệ sống của con non cao hơn. Thứ 5, lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày. Những cuộc đi săn của sư tử có thể diễn ra khá nhanh bởi khả năng săn mồi siêu hạng. Trong cuộc đi săn, sư tử sẽ thay nhau cắn và kìm kẹp con mồi. Cùng lúc đó, sẽ có con giữ nhiệm vụ cắn cổ và khóa mõm của con mồi, khiến chúng bị ngạt thở. Sư tử thường thưởng thức bữa ăn ngay tại địa điểm săn mồi, nhưng đôi khi chúng kéo con mồi đến một nơi kín đáo. Những con sư tử đực sẽ được ăn mồi đầu tiên, tiếp đến là con cái và cuối cùng mới đến các con. Một con sư tử cái trưởng thành cần trung bình khoảng 5 kg thịt mỗi ngày, đối với những con đực là khoảng 7 kg. Sư tử có thể ăn đến 30 kg thịt một lần. Nếu như không thể ăn hết con mồi trong một lúc, chúng sẽ nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ trước khi thưởng thức nốt bữa ăn. Những con sư tử không muốn săn mồi sẽ đi kiếm những động vật đã chết tự nhiên, do bệnh tật hoặc xác con mồi của những kẻ săn mồi khác như linh cẩu. Xác thối cung cấp một lượng lớn thức ăn trong chế độ ăn của sư tử. Chúng thường cướp thức ăn của những kẻ săn mồi nhỏ hơn hay ít quân số hơn. Đôi khi, chúng cũng bị đuổi khỏi bữa ăn bởi những kẻ ăn thịt khác khi chúng áp đảo về số lượng. Thứ 6, tầm nhìn ban đêm của sư tử. Sư tử có tầm nhìn ban đêm rất tuyệt vời. Đôi mắt của chúng nhạy cảm với ánh sáng gấp 6 lần so với mắt của con người. Sư tử dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chúng không hoạt động trong khoảng 20 giờ mỗi ngày. Mặc dù sư tử có thể hoạt động bất cứ lúc nào, mật độ hoạt động của chúng thường đạt đến đỉnh điểm sau hoàng hôn với thời gian giao tiếp, tắm rửa và đại tiện. Các đợt hoạt động không liên tục diễn ra cho đến bình minh,
khi việc săn mồi thường diễn ra nhất. Chúng dành trung bình 2 giờ mỗi ngày để đi bộ và 50 phút để ăn. Giống như các thú họ mèo khác, khả năng nhìn trong đêm của sư tử rất tốt, làm cho chúng rất linh hoạt về đêm. Thứ bảy, sư tử không cần uống nước hàng ngày nhưng chúng phải ăn. Sư tử có thể trải qua 4 ngày không cần uống nước, nhưng chúng cần phải ăn hàng ngày. Sư tử cái trưởng thành cần ăn khoảng 5kg thịt mỗi ngày, trong khi con đực cần khoảng 7kg hoặc hơn. Sư tử chủ yếu săn các động vật ăn cỏ lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò và trâu, đôi khi chúng cũng săn cả những loài thú nhỏ hơn. Ở mỗi vùng khác nhau, thực đơn ưa thích của các đàn sư tử cũng khác nhau. Thứ 8, sư tử thường sống ở đâu? Sư tử thường sống ở các đồng cỏ và thảo nguyên chứ không sinh sống trong các khu rừng rậm rạp. Tất cả các loài sư tử hoang dã hiện nay chỉ sống tại hai khu vực là châu Phi và một quần thể còn sót lại ở vườn quốc gia của Ấn Độ, thuộc châu Á hay còn được gọi là sư tử châu Á. Cách ngày nay khoảng 10.000 năm, sư tử từng phân bố rộng khắp toàn thế giới, từ châu Phi, châu Á, châu Âu cho đến cả châu Mỹ, chỉ ngoại trừ có châu Đại Dương. Khi đó, chúng là loài phân bố rộng chỉ sau con người chúng ta. Tuy nhiên sau đó, rất nhiều loài đã bị tuyệt chủng. Từ đầu những năm 1990, các quần thể sư tử châu Phi đã bị sụt giảm nghiêm trọng, ước tính lên đến 43%. Mặc dù chưa có những thống kê chính xác, nhưng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự thay đổi của môi trường, cũng như những xung đột đối với con người. Thứ 9, tập tính sinh hoạt của sư tử như thế nào? Sư tử dành đến 20 giờ mỗi ngày để nghỉ ngơi. Chúng thường săn mồi vào lúc bình minh và sau khi hoàng hôn, chúng dành thời gian cho gia đình với các hoạt động như giao tiếp với nhau, tắm rửa cũng như vệ sinh. Trung bình mỗi ngày chúng sẽ dành 50 phút để ăn và khoảng 2 tiếng đồng hồ chỉ để đi bộ. Ban đêm, khả năng nhìn trong bóng tối của chúng cũng rất đỉnh, chính vì thế mà ban đêm chúng cũng rất linh hoạt. Sư tử là thành viên duy nhất trong họ nhà mèo có hình thái, lực lưỡng, hình thể giới tính một cách rõ ràng. Con đực to và mạnh hơn con cái. Đặc điểm nổi bật nhất chính là cái bờm có màu nâu hoặc vàng, bao phủ phần lớn đầu, cổ, vai và ngực của con đực. Thứ 10, tập tính sinh sản của sư tử. Những con sư tử cái nuôi nấng con cùng nhau. Những con cái trong cùng một bầy có xu hướng sinh con cùng thời điểm. Điều này cho phép chúng nuôi một lứa đẻ nhiều con cùng nhau. Đặc điểm này cũng tạo thêm lợi thế là cho phép các sư tử con bú sữa của các sư tử mẹ khác, giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý các sư tử con trong bầy ở những tháng ban đầu. Sư tử đực sẽ không trực tiếp tham gia vào việc nuôi con, nhưng chúng sẽ bảo vệ đàn con của cả bầy khỏi nguy hiểm. Khoảng cách thế hệ của sư tử là khoảng 7 năm. Thời gian mang thai trung bình là khoảng 110 ngày, con cái sinh ra một lứa từ 1 đến 4 con trong một hang hẻo lánh, có thể là một bụi cây, lau sậy, hang động hoặc một khu vực được che chở khác, thường tránh xa đàn. Con cái sẽ thường đi săn một mình trong khi đàn con vẫn ở gần hang. Sư tử con mới sinh chưa mở mắt, mắt chúng mở ra khoảng 7 ngày sau khi sinh. Thứ 11, sư tử được mệnh danh là các vị thần chiến tranh. Người Ai Cập cổ đại đã tôn thờ sư tử như các vị thần chiến tranh của họ vì sự dữ dội, năng lực và sức mạnh của chúng. Những con sư tử được dành nhiều năm để sống đơn độc trước khi gia nhập một đàn. Sau đó, chúng sẽ sống phân tán cách xa khỏi đàn tự nhiên của chúng hơn 25 km để tìm kiếm lãnh thổ của riêng mình. Khu vực được chiếm giữ bởi một đàn sư tử được gọi là vương quốc, còn khu vực được chiếm đóng bởi những con sư tử du mục chỉ được gọi là lãnh thổ. Mỗi con sư tử sẽ có một nhiệm vụ riêng trong một đàn. Những con đực trong đàn thường có nhiệm vụ tuần tra để bảo vệ lãnh thổ. Việc săn mồi thường chỉ dành cho những con cái, ngoài ra sẽ có một số con cái có nhiệm vụ chăm sóc con. Cả con đực và con cái trong đàn đều có trách nhiệm bảo vệ đàn trước những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, sư tử đực đóng vai trò quan trọng hơn bởi chúng có một cơ thể lực lưỡng với sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong những cuộc giao chiến như thế, một số con sẽ tiên phong lên trước để chống lại những kẻ xâm nhập, những con còn lại lùi ra phía sau để quan sát. Sư tử đực châu Á thường sống đơn độc hoặc liên minh với tối đa 3 con đực khác. Trong một liên minh như thế sẽ có một con đầu đàn, chúng sẽ được lựa chọn và có tần suất giao phối với những con cái nhiều hơn. Những con cái sống với nhau thành từng đàn khoảng 12 con, có mối quan hệ chặt chẽ. Chúng sẽ chia sẻ thức ăn với nhau và không chia thức ăn cho những con đực. Sư tử cái và đực chỉ hợp tác với nhau khi giao phối. Thứ 12, các loài sư tử trên thế giới. Sự khác biệt chủ yếu giữa các loài sư tử là kích thước, biểu hiện bên ngoài của bộ bờm và khu vực sinh sống. Tuy nhiên, một số phân loài thể hiện những thói quen và sự phù hợp để sinh tồn. Giả sử như loài sư tử Kalahari có khả năng sinh sống trong điều kiện thiếu nước. Sau đây mình xin giới thiệu các loài sư tử còn tồn tại trên thế giới. Sư tử Đông Bắc Congo, Panthera leo azandica hay còn được gọi là sư tử Trung Phi. Quần thể này sống ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo,
Cameroon và Chad. Sư tử Nam Phi Panthera leo Kruger-y, chúng phân bố ở Cộng hòa Nam Phi, Namibia, Angola, miền Bắc Botswana và một số vùng phía Tây Nam của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là loài sư tử nặng nhất thế giới. Sư tử Đông Phi Panthera leo Nubica, sinh sống ở các quốc gia Đông Phi như Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania và Uganda. Chúng đã tuyệt chủng ở Ai Cập, Djibouti, Ai Cập và Eritrea. Sư tử Tây Phi Panthera leo Senegalensis, hay còn được gọi là sư tử Senegal. Chúng là loài đang cực kỳ nguy cấp, chỉ còn sót lại ở một số quốc gia Tây Phi như Senegal, Burkina Faso, Benin, Niger và Nigeria. Sư tử Katanga, Panthera leo Blinebergi hay còn gọi là sư tử Tây Nam Phi, là một phân loài sư tử sinh sống ở Namibia, Angola, Zaire, Tây Zambia, Tây Zimbabwe và Bắc Botswana thuộc Tây Nam Phi. Sư tử Barbary Panthera leo leo, chúng từng sinh sống từ Maroc tới Ai Cập và được coi là phân loài sư tử lớn nhất. Con sư tử Barbary hoang dã cuối cùng bị giết chết ở Maroc năm 1922. Rất may là vẫn còn một số cá thể vẫn còn sống sót trong điều kiện nuôi nhốt. Sư tử hảo vọng, Panthera leo Melanochaetus có nguồn gốc ở mũi hảo vọng, thuộc Nam Phi với số lượng khoảng 17.000 đến 19.000 con đang sinh sống tại Đông Phi và Nam Phi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, thì hãy bấm đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.